dịp cao điểm Tết Nguyên đán, lượng hành khách đi đi lại và di chuyển bằng đường hàng không qua cảng hàng không quốc tế nội bài sự kiến tăng cao so với ngày thường. Sân bay nội bài lưu ý khách bay nội địa có mặt trước giờ bay 2 tiếng trong dịp Tết này. Để đảm bảo an ninh và an toàn cho hành khách, biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 đã được triển khai thực hiện mở tối đa máy soi chiếu an ninh tại các khung giờ cao điểm, đảm bảo lưu thông nhanh nhất, siết chặt kiểm tra soi chiếu an ninh, đảm bảo 100% hành khách, hàng hóa hành lý được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế lên tàu bay. Nhằm chuẩn bị cho những khung giờ cao điểm trong dịp Tết Nguyên đán, số lượng quầy làm thủ tục dự phòng đã được tính toán Ngoài ra hành khách cũng được khuyến cáo có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, kiểm tra kỹ hạn sử dụng của các giấy tờ.